Hello, chào mừng quay trở lại. Nhớ cho Hường một like và đăng ký kênh nha. Nhấp vào chuông thông báo. Hường sẽ tiếp tục chia sẻ những chuỗi video về Internet Marketing. Bây giờ Hường sẽ cho các bạn một cái ví dụ như thế này. Ví dụ mình search một cái từ khóa bán hàng online ở trên YouTube, đúng không? Mình search lại nè. Bán hàng online. Lúc này chúng ta sẽ thấy một cái người đứng ở vị trí đầu tiên, đúng không? Theo mọi người là ở vị trí đầu tiên như thế này là do người ta SEO tốt hay tại sao người ta được xếp ở vị trí đầu tiên? Tất cả những cái này ở bên dưới này, rất là nhiều những người khác họ làm, họ SEO từ khóa với cái từ bán hàng online, nhưng tại sao có một người đứng ở vị trí đầu tiên? Cái này á là chạy quảng cáo YouTube. Giả sử cái kênh của mình chưa thực sự lớn, để xem kênh của anh này thì chưa thực sự lớn, hoặc là kênh lớn, hoặc là mình muốn cho nó phổ biến hơn. Khi mình làm cái video về chủ đề mới, rất là khó để mình có thể SEO lên top YouTube, rất là khó để khách hàng search và ra video của mình, bởi vì rất là nhiều người ngoài kia đang làm. Có một cách nhanh hơn, tốn tiền một chút, đó là chúng ta chạy quảng cáo YouTube. Chúng ta trả tiền cho YouTube và nó cho mình ở vị trí đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ kéo traffic, kéo cái lượng truy cập về cái video của chúng ta rất là nhiều, nhiều người sẽ xem. Thì nếu như các bạn muốn biết cách làm thế nào để có thể là trả một khoản ít chi phí cho YouTube và chúng ta được xếp ở vị trí đầu tiên, thì hãy xem một cái bộ video hướng dẫn chi tiết từng bước. Các bạn vào kênh Tomato Hường Official, ở đây vào cái playlist này, danh sách phát này, chọn cái danh sách phát nó có tên đó là chạy quảng cáo YouTube, hướng dẫn quảng cáo YouTube, đây bộ video hướng dẫn đây. Thì ở đây sẽ có một cái bộ hướng dẫn video 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân, thì hướng dẫn cho các bạn cái cách chạy quảng cáo YouTube đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Cái bộ video này thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả. Hường có để ở trong phần mô tả để các bạn xem. Thì chúng ta sẽ có những cái kiểu nào. Thứ nhất là muốn cái video của chúng ta hiệu quả, thì thứ nhất là chúng ta sẽ quảng cáo theo kiểu tìm kiếm như thế này. Tức là có ai đó search cái từ khóa thì video của chúng ta sẽ lên top. Đây là cách số 1. Cách số 2 cũng có. Đó là chúng ta, ví dụ như mình đang quảng bá những cái gì về kiếm tiền online, đúng không? Kiếm tiền online chẳng hạn. Khi mà chúng ta muốn quan tâm tới, mình muốn tiếp cận những người đang muốn kiếm tiền online, thì chúng ta sẽ vào những cái video này. Chúng ta sẽ đặt quảng cáo vào đây. Ví dụ như ở đây có một cái người họ đang quảng cáo cái gì đây nè. Họ quảng cáo răng, niềng răng này nè. Thì họ đang đặt quảng cáo tại cái video này, đúng không? Thì cái video này nó đang nói về chủ đề kiếm tiền tại nhà. Nếu như mọi người thấy là mình đang nói về chủ đề kiếm tiền tại nhà đi, mình hãy target tại cái video này. Mình sẽ có cách là đặt quảng cáo vào cái video này, rồi mình kiếm toàn bộ những cái video nói về kiếm tiền ở đây và chúng ta đặt quảng cáo vào cái video đấy. Ví dụ như chúng ta thấy video này nè, wow, lượt xem rất là lớn và người ta quan tâm nhiều, và nó cũng nói về chủ đề kiếm tiền luôn. Chúng ta hãy đặt quảng cáo vào đây. Rồi đặt quảng cáo vào đây, đặt quảng cáo vào đây, đặt quảng cáo vào đây, đặt quảng cáo vào đây. Chúng ta đặt hết những cái quảng cáo của mình vào những cái video. Thì làm thế nào để đặt? Thì các bạn cũng sẽ xem cái danh sách phát này. Thì Hường có hướng dẫn cái cách làm nào để đặt quảng cáo vào những cái kênh đấy. Ok, chúng ta sẽ đặt quảng cáo. Đặc biệt là ví dụ như mình muốn đặt quảng cáo vào cái kênh đối thủ của mình. Ví dụ như các bạn đang muốn quảng cáo về tập yoga chẳng hạn. Các bạn đang mở các chương trình dạy về yoga. Các bạn muốn target, muốn nhắm mục tiêu là những người họ đang quan tâm tới yoga, thì chúng ta hãy vô đây và đặt quảng cáo tại cái video về yoga, Nguyễn Hiếu Yoga này, hãy đặt vào đây. Thì làm thế nào để đặt thì các bạn cứ xem danh sách phát này thì các bạn sẽ biết. Thì hãy xem cái phần mô tả của Hường hoặc là vào cái kênh của Hường luôn, đăng ký sau đó thì vào cái danh sách phát này xem. Rồi các bạn cũng có thể là mình quảng cáo theo kiểu xuất hiện như thế này thôi, không xuất hiện video, tức là mình sẽ cho cái website của mình nó nằm ở đây,
Thay vì cho họ xem video thì cho họ truy cập vào website, tức là nó xuất hiện, nó đề xuất đầu tiên như thế này nè. Nó tóm lại là khi mà các bạn muốn quảng cáo ở bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn thường thấy mà nó ở trên top đầu, thì các bạn có thể học chạy quảng cáo và đặt cái video của mình lên đấy để chúng ta kéo traffic nhanh hơn, hiệu quả hơn, mình cũng tiếp cận chính xác cái tệp khách hàng của mình hơn. Thay vì chúng ta làm video, chúng ta SEO nó, chúng ta kéo view rất là lâu, thì bây giờ chúng ta chạy quảng cáo. Miễn sao chúng ta xây một cái hệ thống phễu, bán một chuỗi cái sản phẩm, xây hệ thống phễu đàng hoàng sao cho các bạn trả chi phí một ít ban đầu thì nó vẫn mang lại lợi nhuận cho các bạn là được. Thì nó tóm lại là để học chạy quảng cáo YouTube một cách đơn giản hiệu quả thì hãy vào danh sách start này. Nhớ vào phần mô tả nha. Nhớ cho Hường một like và bình luận dưới video. Hẹn gặp lại video tiếp theo.